Kênh Nhà Đất Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào tất cả quý anh chị. Em là Điền đây. Em hiện tại đang ở đây là ở xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa nha anh chị. Nay em xin giới thiệu với anh chị một lô đất nằm ngay gần nhà thờ Bông Trang, giáo xứ Bông Trang anh chị. Thì trước mặt anh chị đây là cái đường nhựa nè. Đường nhựa mình đi ra tới đây có ngã ba, mình rẽ bên tay trái là mình đi ra xíu là ra quốc lộ 55 nha anh chị. Trục đường của mình là đang hiện tại là đang kiểu là song song với quốc lộ 55 luôn á chị. Cái đất mình nằm trục đường nhựa là thông hết nha anh chị, và từ cái xã Bông Trang mình á sẽ giáp với xã Xuyên Mộc, đi theo quốc lộ 55 á và sẽ qua xã Xuyên Mộc trước và tới thị trấn Phước Bủ. Thì xã Xuyên Mộc có dính một tí xíu quốc lộ 55 thôi, mình chạy khoảng đâu đó một cây số là ra khỏi Xuyên Mộc rồi mình tới thị trấn anh chị. Thị trấn Phước Bủ cũng như là đi mình đi ra trung tâm huyện Xuyên Mộc luôn anh chị. Mà mình đi ra từ đây mà đi ra biển Hồ Tràm thì cũng khoảng đâu đó là 10 đến 15 phút anh chị. Và là cái hướng này ra quốc lộ 55 mình sẽ đi hướng này luôn. Là mình đi ra thị trấn Phước Bủ cũng như đi Bà Rịa này, đi thành phố Vũng Tàu này và cũng như đi biển Hồ Tràm. Và cái hướng sau lưng anh chị là đi ngược lại thì mình đi xuống nước nóng Bình Châu cũng như là biển Bình Châu anh chị. Từ Sài Gòn mà xuống đây khoảng 2 tiếng rưỡi anh chị, 2 tiếng rưỡi đi đường cao tốc. Nói chung là vị trí này thì giao thông thuận tiện, mình đi du lịch biển đồ này kia cũng được hết. Rồi em xin giới thiệu với anh chị cái lô đất đây. Nằm ngay khu dân cư. Là mình đất mình có diện tích là ngang là 21 mét mặt tiền đường nhựa này nha anh chị. Đường nhựa này là đường nhựa rộng 6 mét anh chị ạ. Rộng 6 mét và có trừ vỉa hè hai bên. Mỗi bên 1 mét nữa. Tại cỏ nó mọc mùa mưa này cỏ mọc ghê quá, nó lấn ra đường anh chị. Thấy hơi nhỏ thế. Đây, ranh của mình là tự sát cái nhà này anh chị, sát cái tường rào đây. Qua tới bên này. Qua tới bên này là 21 mét và sâu 50 mét anh chị, có sẵn 100 thổ cư. Đất mình là hiện tại là quy hoạch đất ở anh chị. Đây. Ranh mình đã tới đây anh chị. Nói chung là đất mình hiện tại là đang là đất trống. Cái bên mình thì người ta trồng bắp anh chị. Đất mình thì đang là đất trống, có trồng vài hàng dừa sim anh chị. Đất mình sâu vô tới ngay chỗ mấy hàng dừa, có hàng dừa ngang lại đó. Chỗ này thì khí hậu mát mẻ anh chị. Này chị mình kiểu mà mình mua mình thích hợp mình làm nghỉ dưỡng cũng được anh chị này, hoặc là đầu tư để đó. Ở trước mình ở phía trước này có một cái con đường quy hoạch là ở sau lưng nhà này thôi, nó có đường con đường quy hoạch song song với quốc lộ 55, có cái ngã ba nữa, ngã ba mà phóng thẳng ra quốc lộ 55 luôn, là mình sẽ đi ra quốc lộ 55 gần hơn anh chị, khoảng 100 mét thôi. Thì có đường đi thẳng ra luôn. Rồi bây giờ gia chủ mình đang rao bán cái miếng đất này là giá là 230 triệu một mét anh chị, một mét ngang anh chị nha. Mình cứ nhân 21 mét lên. Thì tổng diện tích cái này thì khoảng là 1.000 mấy chục mét vuông đó, 4 mấy mét vuông anh chị. Thank you.
muốn đi xem thực tế lô đất thì cứ liên hệ anh sẽ dẫn anh chị đi xem thực tế. Anh xin dừng video tại đây, cảm ơn chị đã xem video.